Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày mai 16 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vì vậy, miền Bắc nắng nóng hết trong ngày 5 tháng 4 và bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 trời chuyển mát, sau đó trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Tại miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai 6 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tiếp theo, Trung Bộ chuyển mát dần, đợt nắng nóng kết thúc. Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ. Nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ mức nhiệt 36 độ. Trở lại với thời tiết biển. Từ chiều ngày 6 tháng 4, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ đêm ngày 7 tháng 4, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở những vùng biển trên cần lưu ý đề phòng. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%. Phần dự báo nhiệt độ của cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.